Kính chào quý ông bà và anh chị em, con là Linh Mục An Bình. Kể từ tháng 9 năm 2019, con sẽ có một chương trình trên đài truyền hình VMTV, chương trình được gọi là Muối Men Giữa Đời. Trong chương trình này, con sẽ có những cuộc phỏng vấn với các linh mục và các sơ để chúng ta biết và hiểu thêm về đời sống tận hiến của các ngài. Vậy xin quý ông bà, anh chị em thêm lời cầu nguyện cho con để con thực hiện chương trình này theo thánh ý Chúa.